Bạn là mình đây. Một tuần vừa qua thì mình bận túi bụi luôn và mình ngủ không có đủ. Hay là các bạn người thấy quần năm ở đây nè. Dù chỉ trong một tuần nhưng mà đã có quá nhiều thứ xảy ra khiến cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi. À, tuần vừa qua là tuần đầu tiên khi mà quay lại trường học và mình đã được dự báo trước là học kỳ 3 của năm 2 sẽ rất là kinh khủng. Dù là chỉ mới có tuần đầu tiên thôi nhưng mà mình đang dần dần cảm nhận cái sự kinh khủng đó đây. Nhưng mà không sao, vì mình là Vicky là mình sẽ vượt qua thôi. Sau một tuần tồi tệ thì cái này đã đáp xuống trước cửa nhà mình. Nên mình sẽ mở ra thử coi trong đó có cái gì. Mình biết nó là cái gì nhưng mà mình không biết chính xác là cái gì. Thì mình vẫn thích cái cảm giác mà mở quà. Chúng ta hãy mở cùng nhau nha. Mình rất là thích mấy cái bao thư ở bên đây, nó có hẳn một cái đường để xé ra để mở luôn. Và nó là bao thư giấy nữa nên mình sẽ giữ lại. Rất thích. Nó là giống như một cuốn từ điển về màu sắc, những cái màu sắc lạ và cả những màu sắc quen thuộc. À, mình là một con người rất là yêu màu sắc nên là nhìn rất là thích nha. Nhìn cái chất thôi là đã thấy thích rồi. Mình rất là thích đi nhà sách nhưng mà thường thì giá nó sẽ đắt hơn là mua ở trên mạng, nên là mình sẽ mua sách trên mạng. Nếu mà mua được sách cũ thì càng rẻ càng tốt, nhưng mà hình như cuốn này không có ai muốn bán lại cả, cho nên là hình như là mình mua cuốn này là sách mới nhưng mà mua trên mạng thì nó vẫn rẻ hơn. Mở thử nhé. Và bên trong có rất là nhiều hình ảnh. Mình thì mình bị chứng sợ đọc. Hồi đó thì mình tưởng là đó là do mình ngu. Nhưng mà sau này mình mới biết có một cái tên khoa học cho cái chứng sợ đọc đó. Đó là tên này. Đó là tại sao mà mình rất là yêu thích những cái quyển sách mà có nhiều hình ảnh. Mình rất là kén. Người ta nói là không nên đánh giá sách qua bìa, nhưng mà nếu mà bìa không đẹp thì mình sẽ không mua. Cái lý do không không phải là mình đánh giá những cái cuốn sách bìa không đẹp là nó dở, nhưng mà đó là vì mình tin là cái cuốn sách, cái bìa nó như thế nào, nó cũng nói lên được một phần con người của tác giả. Thì nếu như họ có gu giống mình thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đọc sách của họ. Đơn giản vậy thôi. Mình nghĩ là video hôm nay tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem một cái ngày, một câu chuyện rất là dài dòng. Mình nghĩ là tuần sau mình sẽ lên một cái video khác, không có u sầu như vậy nữa. Cho nên là các bạn hãy chờ nha. Mình vẫn yêu thương các bạn như mọi khi.